Anh em hôm nay là chủ nhật nha, hôm nay thì buổi chiều rồi, mình không đi câu, thế nhưng mà mình trộn một ổ mồi cho thằng cu em, nó câu từ sáng ở dưới cái hồ 150.000, mình câu mọi khi ấy, thì móm chưa được con gì, mồi đi mua móm, nên là nó bảo mình trộn giúp nó một ổ mang xuống, thì hôm nay mình không đi câu, nhưng mà thôi thì vẫn cứ quay clip vậy anh em nhé. Ở đây gói này là gói thính nền này, hôm trước thì cu Hưởng này, trên kênh ấy, thì cũng câu ở cùng hồ đấy, thì nói chuyện với mình và bảo trộn cho ổ mồi, mình bảo mình không trộn thì và xin ít thính nền thì mình cho, mà hôm đấy nào lại đi tự trộn hay sao ấy thì không nên lấy, thì thôi mình để mình câu vậy. Đây ổ hôm trước mà mình định cho cu Hưởng này, Hưởng ơi, đây ổ hôm trước anh định cho em đấy nhá, không lấy là hôm nay anh trộn, anh đi câu, anh trộn cho thằng cu em. Này mình trộn lấy ít thôi, chả trộn nhiều. Cái hũ mẻ của mình thì phải nói là cực kỳ ngấu rồi anh em ạ. Đây là cám gạo sống nhá, không phải rang nhá. Lần nào thì mình làm mình cũng quay video đến cả mấy năm rồi, nhưng mà rất chi là tại sao lại có nhiều có nhiều người hỏi vào cái clip này, hướng dẫn đi hướng dẫn lại, vẫn đi hướng dẫn lại, bởi vì nhiều anh em mới vào kênh ấy, vẫn cứ hỏi bình thường nên là trộn qua trộn lại. Nó đi câu thôi không bảo mình, nên là mình chả biết là nó đi câu, đến giờ móm ngồi mới kêu. Cái này không phải bán anh em nhé, để mình trộn cho nó thôi. Thính chào nhé, ngay như thính chào ấy, giải thích đến trên dưới 100 lần thì nhưng mà vẫn anh em hỏi đấy thôi. Đây thì không có trứng gà công nghiệp nên là dùng trứng gà ta hơi lãng phí. Gà ta thì nó đắt hơn. Thank you.
Anh em thấy không? Rất xin là nhanh. Nhoàng tí là xong rồi. Nó đang ngồi ở hồ mà nó ngồi từ sáng, nó có bảo với em đâu, thế nên nó đi mua mồi móm. Nó bảo anh ơi trộn cho em với. Nó nhoàng trộn 5 phút xong. Đấy. Anh chưa cất đi. Tí nữa thì em mới xuống đấy mà. Đây anh em đến chơi nhá. Đến lấy đồ câu đây. Lăng Xê đây anh em. Anh Sơn ở Hà Nội. Anh ấy đến lấy Lăng Xê, anh chuyên lấy Lăng Xê của mình với cả mồi câu. Mồi câu Lăng Xê thôi anh em nhé, mồi câu lục không có đâu nhá. Đây anh em. Mồi nha, không mang xuống này. Để tí của em nằm xuống đây. Để lấp hộ đi. Mồi từ sáng chưa thấy gì. Chuẩn bị được rồi. Tí nằm thính trong 30 phút là được nha. Em cứ ném cục to đi, xong là đến đâu thì đến. Xong là ném cục to xung quanh. Ném trúng ổ ấy. Ném trúng cái ổ cũ ấy. Không được. Ôi xa thế. Trinh vứt phao ra cái ổ đấy đi. Trinh vứt phao ra ổ đấy, xong rồi Hải ném mấy cái cục con này xung quanh ổ đấy. Đấy đẹp đấy, đẹp đấy. Cứ ném tầm đấy cũng được. Quá một tí nữa được. Nó xung quanh khu đấy nữa được. Vào trong rồi, vào trong. Được, không sao. Trinh không lôi lên tay cho ra luôn, xong là để căn lại ổ đi. Đánh ra lúc đấy phải căn lại cái ổ to trước, xem ổ to chỗ nào, xong đặt phao đây, xong mới ném cục còn. Thì đỡ vào từ từ nhé, nhập sớm rồi.